Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2024. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tăng mạnh trong tuần vừa qua, liên tiếp thiết lập các mốc cao kỷ lục mới. Với giá vàng giao ngay lần đầu tiên trong lịch sử chính thức vượt qua ngưỡng cản quan trọng 2.600 đô la Mỹ một ao. Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về việc bắt đầu cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2020 tạo nên làn sóng lan tỏa trên thị trường tài chính. Ở trong nước, giá vàng miếng SJC giữ nguyên mốc 82 triệu đồng một lượng ở chiều bán, nhưng ghi nhận mức tăng 1 triệu 500 nghìn đồng một lượng trong cả tuần. Trong khi giá vàng nhẫn Boso 9 tăng rất mạnh, lập kỷ lục mới gần 81 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 2 triệu 200 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 350 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn Boso 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 80 cho đến 81 triệu đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 82 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn Boso 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 79 triệu 600 nghìn đồng một lượng và 80 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 80 triệu đồng một lượng, chiều bán 82 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 80 triệu đồng một lượng, còn là chiều bán 82 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 80 triệu đồng một lượng và 82 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 80 triệu đồng một lượng và 82 triệu đồng một lượng ở chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá ở chiều mua 80 triệu đồng một lượng, chiều bán 82 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 80 triệu đồng một lượng, còn là chiều bán 82 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua về chiều bán tại PNG 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 80 triệu đồng một lượng, chiều bán 82 triệu đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 80 triệu đồng một lượng, chiều bán 82 triệu đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 81 triệu 200 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 82 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 80 triệu đồng một lượng, chiều bán 82 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn Boso 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 30 triệu 930 nghìn đồng một lượng đến 78 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 33 triệu 430 nghìn đồng một lượng đến 80 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã vượt qua mức 2.600 đô la Mỹ. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 26%,
đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ năm 2010. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa trước những bất ổn do cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông và nhiều khu vực khác trên thế giới. Sau một thời gian dài, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cuối cùng đã quyết định xoay trục chính sách tiền tệ. Quyết định chính sách của Fed cùng các yếu tố kinh tế và chính trị đã tạo ra môi trường hoàn hảo cho vàng trong tuần vừa qua, đẩy giá kim loại quý này lên mức cao chưa từng có. Quyết định bắt đầu cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2020 của Fed đã tạo nên làn sóng lan tỏa trên thị trường tài chính. Trong một động thái táo bạo, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất của quỹ xuống chỉ còn từ 4,75 cho đến 5%. Quyết định này đánh dấu sự khởi đầu của cái mà Fed gọi là bình thường hóa lãi suất, với mục tiêu cuối cùng là đưa lãi suất chuẩn xuống mức từ 3 cho đến 3,5% vào năm 2025. Giới chuyên gia cho rằng quỹ đạo lãi suất của Fed vẫn là tâm điểm của sự chú ý của giới đầu tư. Hiện tại, thị trường đang dự báo khoảng 45,7% khả năng Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa trong cuộc họp tháng 11 và 54,3% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm ở mức khiêm tốn hơn là 25 điểm. Trong khi 28,9% khả năng lãi suất sẽ được giữ ổn định tại cuộc họp tháng 12, 49,7% khả năng lãi suất sẽ giảm xuống từ 4 cho đến 4,25% và 21,9% khả năng lãi suất sẽ giảm xuống mức thấp nhất là từ 3,75 cho đến 4%. Mặc dù vàng vẫn trong xu hướng tăng kỹ thuật mạnh mẽ, theo chuyên gia phân tích thị trường Fawad Rasazada của StoneX cho rằng các nhà đầu tư nên chuẩn bị để chứng kiến một số biến động trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng giá thấp hơn sẽ là cơ hội mua dài hạn cho giới đầu tư. Julia Khandoko, giám đốc điều hành của công ty môi giới châu Âu My Money cho rằng kỳ vọng giá vàng sẽ ổn định khi dần có xu hướng tiến tới 3.000 đô la Mỹ một ao. Tuy nhiên, giá vàng khó có thể đạt được mốc này trong năm nay. Sự kiện chính diễn ra trong tuần này có thể sẽ tác động mạnh đến giá vàng là công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE cốt lõi tháng 8 của Mỹ. Đây là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, dự kiến sẽ được công bố trong phiên ngày hôm thứ Sáu. Theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kikuniu cho thấy, các nhà đầu tư rất lạc quan về khả năng tăng giá của vàng trong tuần này. Trong khi các chuyên gia trên phố Wall chưa đều quan điểm giữa giá vàng tăng và giá vàng giảm trong ngắn hạn. Tuần này, có 19 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng hàng tuần của Kikuniu. Phần lớn đều thấy rằng giá vàng sẽ tăng hoặc ít hơn là sẽ đi ngang. Có 9 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng, trong khi 2 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ giảm. Chỉ có 8 chuyên gia có ý kiến trung lập. Trong khi đó, có 189 phiếu bầu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên thị trường, với hầu hết nhà đầu tư bán lẻ đã quay trở lại với triển vọng lạc quan của họ. Có 129 nhà giao dịch bán lẻ mong đợi giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Trong khi đó, 29 người khác cho rằng giá vàng sẽ giảm. Còn lại 31 người cho rằng giá vàng sẽ đi ngang. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.